Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với quy mô cấp tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Hà Giang sẽ được tổ chức như lễ dâng hương và lễ cầu duyên tại Miếu Ông, Miếu Bà, xã Khâu Vai, lễ cầu an tại sân mê cung đá xã Khâu Vai, thổi khèn mông, hát dân ca, múa trống đồng, múa kéo nhị. Chợ Phong Lưu Khâu Vai đã trải qua hơn 100 năm, đây là phiên chợ nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày. Còn tại tỉnh Lào Cai, theo thông tin Ủy ban Nhân dân xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai, lễ hội Hoa Lê Trắng sẽ được tổ chức lần đầu tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Theo đó, sẽ có chương trình ngắm hoa mùa xuân, hái quả mùa hè, triển lãm văn hóa dân tộc Mông với sản phẩm đặc trưng, công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, cùng các chương trình văn hóa văn nghệ như hát dân ca Mông, múa khèn, nhảy sinh tiền, chinh phục đỉnh Lao Chải. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội cắm trại giữa đồi hoa, thưởng thức ẩm thực vùng cao, tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc nơi đây.